Hơn 3 tháng điều trị chấn thương háng gặp phải cuối mùa giải 2019, trung vệ Đức Lợi lúc này đã hoàn toàn bình phục để trở lại tập luyện bình thường với câu lạc bộ Sài Gòn. Sự trở lại của Đức Lợi được xem là rất cần thiết và quan trọng, bởi với lối chơi phòng ngự phản công mà huấn luyện viên Vũ Tiến Thành xây dựng, Đức Lợi là một nhân tố không thể thiếu nơi hàng thủ. Bản thân em đó là đã có một sự yếu về thể lực rồi. Cái thời gian mà đội chuẩn bị trải qua thời gian mà chuẩn bị thể lực thì em đã mất cái khoảng thời gian đó. Hiện tại bây giờ thì em khoảng đạt tính chuyên hơn 100%. Bây giờ chỉ còn lại là mình cảm giác không gian ở trong cái sân là ok. Tuy nhiên sau hai vòng đấu đầu tiên tại V-League 2020, Thân Thành Tín, người được chọn đá thay vị trí của Đức Lợi lại đang thể hiện một phong độ ấn tượng. Đây thực sự là một cuộc cạnh tranh thú vị giữa các trung vệ ở giai đoạn sắp tới. Bên cạnh đó, ngoại binh An Byung-kyun cũng dần thể hiện vai trò thủ lĩnh ở hàng phòng ngự đội bóng này. Hiện nay thì phải nhìn nhận là An và Tín là tốt hơn. Bởi vì tôi cho rằng là Tín là một trong những trung vệ hay của giải V-League lần này. Tín tiến bộ rất là nhiều. Như vậy là khi Lợi trở lại thi đấu thì đội bóng Sài Gòn FC sẽ có cái lực lượng có chiều sâu. Lúc đó thì chúng biết rồi, V-League đã tới 26 trận và trong quá trình diễn biến thì có những cái rủi ro, cầu thủ gặp chấn thương. Mà nếu mình có lực lượng sâu, ví dụ trong trường hợp Tín không thi đấu được thì có Lợi. Thì tôi nghĩ đó là một cái thuận lợi cho Sài Gòn FC. Một thử thách dành cho trung vệ Đức Lợi để tìm lại vị trí chính thức của mình. Tuy vậy, đây cũng là một sự tự tin có cơ sở cho đoàn quân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành khi đội hình câu lạc bộ Sài Gòn có nhiều hơn những sự lựa chọn, sẵn sàng trở lại thi đấu với cường độ cao sắp tới.